Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, sáng sớm nay thì bão số 2 đã suy yếu và giảm cường độ xuống còn là áp thấp nhiệt đới. Vào 10 giờ sáng nay thì vị trí của tâm áp thấp nhiệt đới đã ở trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 7. Theo dự báo của các chuyên gia, trong những giờ tới thì áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và tiếp tục suy yếu thêm thành một vùng áp thấp. Đến 22 giờ ngày mùng 10 tháng 7 thì vị trí trung tâm vùng áp thấp sẽ ở trên vùng bờ biển phía bắc của đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 tức là dưới 40 km/h. Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp tàn dư của bão số 2 để lại, từ đêm nay thì vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rông. Trong cơn rông thì có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy. Bão số 2 đã tan nhưng mà gió mùa Tây Nam thì vẫn hoạt động mạnh, duy trì một giải mây đối lưu vắt từ khu vực biển Cà Mau Kiên Giang tới tận hoàn lưu của cơn bão Tràn Hòm. Dưới tác động của giải mây này thì khắp khu vực Nam Biển Đông cũng như là một dọc ven biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa tiếp tục là những khu vực có gió mạnh cấp 6, thậm chí có gió giật cấp 7, cấp 8 kèm theo đó là mưa rông mạnh. Sóng biển vì thế tiếp tục duy trì ở mức cao từ 2-4 mét biển động, trong cơn rông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy. Và tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cùng với tàn dư của cơn bão để lại là một vùng xoáy thấp trên vùng bờ biển phía Bắc của đảo Hải Nam. Từ đêm nay trở đi thì phần phía đông của khu Bắc Vịnh Bắc Bộ, thời tiết sẽ chuyển xấu dần. Mặc dù gió không quá mạnh chỉ là gió Bắc đến Tây Bắc với cường độ chỉ ở vào khoảng cấp 4 đến cấp 5, nhưng tại đây mưa rào và rông sẽ tăng dần, tầm nhìn xa vì thế sẽ giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa do vậy sẽ ảnh hưởng khá nhiều cho các hoạt động trên khu vực. Còn tại vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ, gió tại đây cũng thịnh hành hướng bắc đến tây bắc với cường độ chỉ ở khoảng trung bình. Ở thời điểm hiện tại thì thời tiết trên biển tương đối ổn định, trời nắng giáo và hầu như không mưa. Tuy nhiên từ đêm nay trở đi thì phần phía đông bắc của khu vực cũng bắt đầu xuất hiện và mưa rào và rông mạnh. Trong cơn rông thì có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Lui xuống vùng biển các tỉnh từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, bao gồm cả khu vực đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn gió có hướng Tây đến Tây Nam với cường độ ở vào khoảng cấp 4 đến cấp 5 nên không hề gây ra tình trạng biển động. Mưa rông cũng chỉ xảy ra ở một vài nơi với những con sóng cao từ 1 đến 2 mét nên các tàu thuyền hoạt động hầu như không bị ảnh hưởng gì nhiều. Còn tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm cả đảo Phú Quý, gió sẽ duy trì ở mức cấp 5, thời tiết có mưa rào và rông ở mức độ giải rác, tầm nhìn xa vì thế giảm hẳn xuống. Đồng thời thì các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc xoáy và gió giật mạnh cũng có khả năng xảy ra nhiều hơn. Vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm cả đảo Côn Đảo, ở đây thì gió vẫn sẽ duy trì ở mức cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 với những con sóng cao từ 2 đến 4 m kèm mưa rông và giải rác. Do vậy, nơi đây vẫn là vùng biển không an toàn cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên biển. Còn tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả đảo Phú Quốc và Thổ Chu, gió Tây đến Tây Nam tại đây đều ở mức là cấp 4 đến cấp 5, mưa rào và rông tiếp tục xảy ra giải rác kèm theo đó là hiện tượng gió giật nên vẫn gây khó khăn cho các tàu thuyền có trọng tải nhỏ. Còn tại vùng biển Vịnh Thái Lan, gió có hướng Tây đến Tây Nam với cường độ cấp 4, cấp 5. Các hiện tượng mưa rông kèm theo gió giật mạnh sẽ vẫn tiếp tục xảy ra, nên phần nào gây cản trở để các hoạt động hàng hải diễn ra trên vùng biển này. Trở ra khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hòa Sa, gió trên khu vực này sẽ có hướng Tây đến Tây Nam với cường độ chỉ ở vào khoảng là cấp 4 đến cấp 5. Sóng biển vì thế giảm hẳn, chỉ còn phổ biến từ 1 đến 2 mét và cũng không còn tình trạng biển động nữa các tàu thuyền có thể hoạt động trở lại bình thường. Còn tại khu vực giữa Biển Đông, từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc thì gió sẽ chỉ duy trì với cường độ ở mức cấp 5. Tuy nhiên thì tình trạng mưa rông vẫn còn xảy ra nhiều, tầm nhìn xa vì thế tiếp tục bị hạn chế. Ngoài ra trong cơn rông thì có khả năng sẽ còn xảy ra lốc xoáy và gió giật, do vậy mà bà con cần hết sức đề phòng. Khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Từ Tây, Vùng biển này thì vẫn duy trì cường độ gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 gây biển động, sóng biển sẽ cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra thì mưa rông mạnh kèm theo lốc xoáy vẫn tiếp tục xảy ra nên vẫn gây nguy hiểm cho các tàu thuyền. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt.